công. Thì bây giờ em vô thẳng vấn đề luôn, thô nhưng thật. Bây giờ có anh nào chịu làm rể Bến Tre không? Chịu thì vô lụm, còn không chịu thì thôi. Tất yeah, cả đàn bà sau khi ly dị đều đẹp cả. Là tại sao? Là bởi vì phải sửa soạn để tóm thằng khác. Em nè, em cũng muốn đi về làm dâu, đừng có bắt anh phải buồn đầu. Nhạc sập xình đóng đưa, anh chưa có hứa cho em nhiều đâu. Na 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 na. Người đang cần tình yêu này. Em yêu chị. Em nói em yêu chị hả? Mà nếu một ngày mà em hết yêu chị thì 113 sẽ rút chị đi, 115 sẽ đưa em đi, 114 tới nhà em, chị lên báo, còn em sẽ rời khỏi sổ hộ khẩu. Sao? Dám không biết cưng. Trai bây giờ cô gái toàn nghĩ tới chuyện lên giường thôi. Cô gái tụi em thì khác. Phòng bếp, phòng khách, phòng tắm, ban công, em đều có thể. Mà tao hỏi mấy ba con trai nè, tụi bay quen con gái tụi tao, tụi bay không cưới đi? Tụi bay tính chơi tụi tao qua đường hay gì? Ủa cái đường quốc lộ hả gì chơi hoài vậy? Clip hết. Em chẳng hiểu là lý do tại sao mà lại như vậy. Chỉ có đi đá banh thôi, hoặc là đi đám cưới đám tiệc thôi. Còn ngoài ra là bất kể thì bước ra ngoài đường là chiều. Chiều chiều ra ngồi mé sông, ngó sang bên ấy thấy anh ở chùa. Ước gì em có chiếc xồ chèo sang bên ấy ở chùa với anh. Thích người ta thì nói đại đi, cứ im 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 im, coi hết story của người ta. Cái nào cũng thả tim, cái nào cũng like, mà không dám nhắn hả? Yêu thì phải nói, đói thì phải ăn chứ. Leo, đuổi yếu đuối. Mà mấy đứa em gái nói á, là cái gì cũng không biết, thì anh khen nó đơn giản dễ thương. Còn khi mà em nói á, là cái gì em cũng không biết, thì anh lại nói em là ngu.